Hello, em xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Anh Kinh Môn. Bên em thì chuyên mua bán trao đổi tất cả các loại ô tô cũ đã qua sử dụng. Mọi người có nhu cầu mua bán hoặc là trao đổi thì vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0354152888. Và ngày hôm nay thì bên em lại vừa vào thêm một mẫu xe thuộc phân khúc hạng C, mang thương hiệu của Nhật Bản, cực kỳ là bền bỉ và đồng cuối đá bà con nhé. Đó là chiếc Mazda 3, được sản xuất năm 2004, động cơ máy là 2.0 phiên bản số tự động. Tổng thành xe là màu đen đây mọi người này. Sơn xi rất là đẹp bà con nhé, rất là long lanh. Cam kết với bà con là không phải và mua về là không phải mất 1.000 là tiền sơn nữa. Gọi ngoại thất thì tươi mới rất là đẹp. Bà con lấy xe về chỉ sẵn dùng thôi. Đèn pha này mọi người này, được lên bi xe lông rồi. Đi trời tối rất là sáng, đi rất là an toàn này. Mặt cá lăng của xe đây, được thiết kế thì rất là đẹp nhé. Đây, đèn pha đây, còn rất là sáng đều này. Đèn gầm đây, mang biển 98A đây, 10113. Sơn xi cực đẹp luôn. Tám phí thì rất là dài, tháng 1 năm 2021. Trang bị theo xe là 4 quả la răng đúc đây, 5 chấu thì rất là đẹp bà con nhé. Phanh ABS 4 bánh đi rất là an toàn. Lốp R16. Đó. Khe ranh rất là sâu bà con này. La răng đúc đi mọi người nhé. Xi nhan được tích hợp ở sân thân xe đây. Vẻ chắn mưa đầy đủ mọi người này. Đó. Dòng Mazda 3 này thì form dáng của nó nhìn rất là đẹp, rất là khỏe khoắn, rất là thể thao. Xe đi cực kỳ là đầm chắc. Máy số em này em cam kết là rất là chất nhá. Đi cực kỳ là khỏe. Các đèn hậu đây đã được bóc chủ bọc dán đề can rồi. Nhìn tương đối là đẹp nhá, màu đen của xe nhìn rất là khỏe. Đó, xe trang bị màn hình camera lùi này. Đó, form dáng em nó đây. Nhìn rất là thể thao. Một dòng xe thuộc phân khúc hạng C, ngồi rất là rộng rãi, xe đi cực kỳ là đầm chắc. Nội thất của em nó đây. Ui xe đẹp thế. Nội thất đây. Ghế da màu kem đây. Còn rất là mới mọi người này, rất là sạch sẽ nhá. Củ số đây. Vô lăng của em nó, vô lăng 3 chấu mọi người này. Xe trang bị 2 túi khí an toàn dành cho người lái và bên phụ nhá. Mặt đồng hồ của xe đây mọi người này rất là thể thao luôn. Táp lô của xe đây. Rất là bóng bẩy, không có hiện tượng bong chóc chảy xước cả mọi người này. Xe trang bị màn hình này. Camera hành trình rồi. Trần nỉ đây mọi người này. Trần nỉ còn nguyên bản theo xe, rất là sạch sẽ. Gần như là chưa có vết bẩn, vết ố gì cả này. Và chiếc xe này là bên em đang chào bán với giá là 220 triệu. Chỉ với 220 triệu thôi là cô bác và anh chị đã sở hữu chiếc xe này rồi. Mọi người mà quan tâm đến chiếc xe này thì vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0354152888 để em tư vấn hỗ trợ cũng như đặt lịch xem xe. Và địa chỉ để xem xe tiếp đó là thôn Kim Nôi, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Bên mua Kinh Môn thì có hỗ trợ mua bán vận chuyển toàn quốc. Và các bác anh chị nào ở xa mà thiện chí xe này thì vui lòng liên hệ em. Cọc cho em 30 triệu sẽ vận chuyển xe trong cho mọi người. Và phí vận chuyển là thêm 5 triệu nữa là mọi người lấy xe đi rồi nhé. Giá 220 triệu là bên em đã bao gồm hồ sơ cho mọi người rồi. Hàng ghế thứ hai của xe đây. Còn rất là sạch sẽ mọi người, rất là rộng rãi nhá. Dòng xe thuộc phân khúc hạng C nên ngồi tương đối là rộng rãi. Ở từng chi tiết của xe này mọi người có thể quan sát rõ này. Xe còn cực kỳ là chất, rất là cứng cáp. Nội ngoại thất rất là đẹp. Bà con lấy xe cam kết và con lấy xe về chỉ sẵn dùng thôi. Không phải làm bất cứ 1.000 nào nữa, mất 1.000 nào nữa. Tắp ly đây, không có bong chóc chảy xước cả mọi người nhá. Chỉ với 220 triệu thôi là mọi người đã sở hữu chiếc xe này rồi. Giá rất là rẻ để ưu đãi dành cho bà con, để phục vụ cho bà con đi chơi Tết đây, cũng như tránh rét. Đó, cốp của em nó đây, rất là rộng rãi mọi người này. Để đồ đạc rất là thoải mái nhá. Lốp sơ cua này, lốp sơ cua được bọc rất là cẩn thận luôn. Gầm bệ đã bọc chống ồn rồi. Xe thì vận hành cực kỳ là mạnh mẽ, đi rất là êm ái. Dòng xe mang thương hiệu đến chất lượng từ Nhật Bản này thì gần như là không phải chúng ta không phải bàn luận gì về nhiều về chất lượng của xe. Xe cực kỳ là bền bỉ, gầm bệ em nó đây rất là chất bà con nhé. Còn sáng choang này, không có mục mọt gì cả này. Nó gầm bệ cực kỳ chất đây. Mọi người quan sát rõ đây. Rất là chất nhá.
giá chỉ hơn 200 triệu đồng thôi là mọi người đã sở hữu được một dòng xe phân khúc hạng C. Nội ngoại thất rất là đẹp. Táp ly đi mọi người này. Đó, nội thất đây. Rất là mới, rất là sạch sẽ. Xe ngồi thì cực kỳ là rộng rãi. Mọi người mà quan tâm đến chiếc xe này thì vui lòng liên hệ em. Đây, hàng ghế thứ hai mọi người này. Giờ em sẽ cho mọi người tham khảo phần khoang động cơ của xe nhé. Máy số em này em cam kết là rất là chất. Máy đi cực kỳ là khỏe, rất là bốc. Đây, chân phanh nha mọi người này, chân ga đây. Rất là ít mòn, xe đi cực kỳ là ít bà con nhé. Rất là chất luôn, xe trang bị khóa khiển rồi. Mặt đồng hồ của xe này mọi người, phanh ABS này. Đó, mặt đồng hồ đây, nhìn rất là thể thao. Đây tiếng máy nổ ấy, mọi người nhá. Máy nổ rất là chất, rất là êm, không có rung giật gì cả mọi người này. Máy móc còn rất là khô ráo nhá. Xe em cam kết là không đâm đụng, không ngập nước. Đó. Máy rất là sạch sẽ. Bà con lấy xe này sẽ dùng thôi. Đó, máy nổ rất là chất bà con này. Chỉ với 220 triệu thôi là mọi người đã sở hữu chiếc xe này rồi. Bà con mà quan tâm đến chiếc xe này thì vui lòng liên hệ em nhé. Đó. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều trong thời gian vừa qua luôn đồng hành cùng với kênh của em. Em xin hẹn gặp lại mọi người trong video tới của em nhé.